về bên gác cho để mặc tôi với người. Ôi, cháu đang hát cô quét bụi bay vào mồm cháu. Cô quét sạch sao được? Nhưng mà cô quét nhẹ cái tay thôi, cháu đang ăn mà. Ừ thì nhẹ. Ta xa rời nhau nhưng chẳng bụi. Thằng kia, tao đang hát mày đi ăn chanh. Miệng tao ăn là tao ăn, miệng mày hát là mày hát. Nhưng bây giờ mày ăn đi tao hát đó. Ta xa rời nhau nhưng chẳng buồn em ơi. Ở đây dù bối xóa một. Ơ kìa, hay nhỉ. Một mình tôi sẽ đi qua. Các cậu hát ông Hồng suốt từ sáng giờ không mệt à? Cuối tuần để cho các nghỉ tai chứ. Cuối tuần nghỉ một tí, hát giải trí thì làm sao? Anh làm gì mà anh cấm được tôi? Này, nói người ta thế. Kệ tao. Anh không phải lúc nào anh cứ tỏ ra là rất chi là gì đâu. Văn minh. Tao đang định nói thế đấy. Anh thích văn minh thì anh lên phố mua nhà mà tổ chức văn minh nhá. À, anh định hành hung, anh định đánh người đúng không? Anh đánh người là vi phạm pháp luật, anh đi tù nhá. Thấy chưa? Vớ vả vớ vẩn gì. Anh định cầm viên gạch này anh hành hung tôi đúng không? Gạch là hung khí nha. Anh cầm gạch anh đánh tôi là tội anh càng nặng nhá. Này, đừng có nói nữa, bảo thôi nghỉ đi. Này, các cậu. Bác ạ. Cậu Hùng cậu nói đúng đấy nhá. Ngày nghỉ mà ồn ào quá đi. Thôi, dẹp ngay đi. Cháu đang định dẹp rồi, tự nhiên có ông kia ông ra ông định gì bọn cháu ấy. Thôi, dọn đi mày. Này, từ. Hôm nay các cậu phải đóng quỹ phường đấy nhá. Quỹ phường đấy ạ? Ừ. Mày có hay mày gì cho bác đi. Làm gì có. Thế để chúng cháu về, chúng cháu gì đó bác nhá. Họp hồng. Họp cái gì nữa, có 30.000 đấy mà. Cháu đi nhờ vậy. 30.000 là liên quan đến kinh tế rồi, vẫn phải họp bác ạ. Bác vào bác thu cái Toàn, nó ở nhà ấy bác ạ. Mấy cái cậu này. Lần sau cái chuyện loa này, mày cứ để tao, không việc gì phải sợ. Bố cái thằng Hùng bỏ Hùng, lúc nào cũng thích xí vào gây chuyện thôi. Này mày bị ngu à? Mày biết bọ Hùng ăn cái gì không? Bọ thì ăn lá, rụt. Mày mới là nốt ấy, bọ Hùng ăn phân. Con này ăn linh tinh nhỉ. Mày nói thế khác nào bảo anh em mình là cái cục đấy. Ở đời ấy, có nhiều chuyện ấy, không nhất thiết phải phân tích sâu đâu. Thôi đừng có nhìn thuyền nữa. Chồng em ạ. À, thì Hiếu thỉnh thoảng ra quán chị chơi cho vui nhá. Dạ vâng. Đã chị lên rồi đấy à? Dạ chú ạ. Anh chồng. Lên rồi đấy à? Vâng. Cú con. Dạ ông bế nào. Đây là chồng cháu ạ. Chào cậu. Vâng. Cháu Hiếu ạ. Nào ông bế. Thằng này bao dàn ghê này. Theo ông luôn. Dạ. Ông thì ai mà chả theo. Này, hai đứa về thu dọn đồ đạc đi. Còn để thằng nhóc này là anh với ông. Dạ. Này, con ăn bim bim không? Ông mua nhá. Con xin ông ạ. Con xin ông. Ê, quá, nhờ chú trông nóng hội cháu nhá. Vâng. Đấy, này. Hả? Hai đứa này ở làng hội, chỗ thằng Dũng nhà anh. Anh cũng mong là thằng Dũng nhà anh ấy, mai kia lập gia đình xong, nó xin được về làm công an khu vực ở chỗ mình cho nó gần nhà. Thế thì tốt quá. Tiện thể nặn luôn cho anh một thằng cháu nội như thế này, thế là ổn. Khôn như bác của em đầy. Đi vào đây bác cho bim bim. Vâng ạ, con xin bác.